Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm nay Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm tỉnh Phúc Kiến. Chiều cùng ngày tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu tại Tọa đàm Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến. Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với tỉnh Phúc Kiến tổ chức, với sự tham dự của gần 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến Vu Vĩ Quốc đã giới thiệu khái quát về Phúc Kiến, một trong những địa phương đi tiên phong trong việc triển khai chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Kinh tế Phúc Kiến liên tục đạt mức tăng trưởng cao trong những năm qua. Năm 2016, GDP của tỉnh đạt 439 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 10 toàn Trung Quốc. GDP bình quân đầu người đạt trên 11.000 đô la Mỹ, đứng thứ 6. Các lĩnh vực kinh tế chủ đạo của Phúc Kiến là điện tử, hóa dầu, chế tạo máy và thiết bị. Các lĩnh vực có ưu thế cạnh tranh như nông nghiệp đang có bước phát triển mạnh, giá trị sản xuất thủy sản đứng thứ 2 toàn Trung Quốc. Hiện nay, Phúc Kiến đã thiết lập quan hệ thương mại với khoảng 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, có quan hệ kết nghĩa với 90 tỉnh thành của 30 quốc gia. Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương giữa Phúc Kiến và Việt Nam đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ. Quý 1 năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 820 triệu đô la Mỹ và đang duy trì xu hướng phát triển tốt. Phát biểu khai mạc của tọa đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn, sự phát triển nhanh chóng của Phúc Kiến. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam kiên định hội nhập và hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, lợi ích của mỗi nước, ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và tỉnh Phúc Kiến nói riêng đầu tư vào những dự án có hàm lượng công nghệ cao, ưu tiên các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, logistics, điện tử, công nghiệp hỗ trợ. Việt Nam và Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch xuất khẩu song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng cán cân thương mại. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng có thế mạnh được tiếp cận thị trường của nhau, nhất là hàng nông thủy hải sản đã qua chế biến, hàng điện tử, hàng tiêu dùng của Việt Nam và các sản phẩm công nghệ linh kiện đầu vào phục vụ sản xuất, hàng nông sản, hàng tiêu dùng của Trung Quốc.